Thì một cái thành phần trong nước máu sẽ cung cấp cho các bạn ba thông tin. Thứ nhất đó là thông tin về các thành phần bạch cầu. Thứ hai đó là thông tin về các thành phần hồng cầu, và thứ ba là thông tin về các thành phần tiểu cầu. Vì vậy thì bài học hôm nay rất là quan trọng, không chỉ với sinh viên đã qua mà còn rất là quan trọng đối với các bạn, các bác sĩ đang làm mặt. Tại sao? Nếu các bạn sau này ra đường mà nhổ răng, nhổ nhầm một bệnh nhân bị rối loạn đông máu thì đường truyền thảo quả rất là nguy hiểm. Do đó các bạn phải biết được cách học con thương máu và các rối loạn đông máu, hiểu được nó để mình có thể làm việc. Vậy thì mục tiêu của bài học hôm nay mình sẽ có hai phần. Thứ nhất đó là phần phân tích trong thương máu, và thứ hai là phần phân tích các xét nghiệm trong máu. Thì đối với phần phân tích công thức máu thì đầu tiên mình sẽ học và trình bày và giải thích một số cái công thức, một số cái thông số cần thiết từ công thức máu, tức là những cái thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu hồi nãy. Thứ hai thì mình sẽ phải biết được một số nguyên nhân gây bất thường các dòng tế bào máu, một số nguyên nhân cơ bản thôi. Đối với phần đông máu thì mình phải nhớ lại, ôn lại cái cơ chế đông nhập máu. Học chưa? Năm thứ ba là chắc chắn cái tốt nghiệp sinh lý rồi. Sinh lý đông nhập máu các bạn học chưa? Học năm thứ mấy? Năm thứ hai nha. Chút nữa mình sẽ ôn lại. Và cuối cùng cái quan trọng nhất đó là mình phân tích ý nghĩa của các xét nghiệm đông nhập máu trên lâm sàng. Như vậy thì một cái công thức máu, dù ở bất cứ cái phòng xét nghiệm nào, dù mình làm bằng máy hay mình làm bằng tay, thì chúng ta phải có ba thông số cơ bản. Thứ nhất đó là phần hồng cầu. Về hồng cầu thì chúng ta phải có số lượng hồng cầu, hemoglobin và HCT. Về phần thứ hai đó là phần bạch cầu, và thứ ba đó là phần tiểu cầu. Vậy thì các thành phần của máu mình sẽ có cái gì? Đối với phần tiểu cầu, xin mời cái slide nó hơi chóng, các bạn thấy được cái thành phần tiểu cầu ha. Đây là cái hồng cầu các bạn, và đây là những cái mặt nhỏ tiểu cầu. Ở đây thì mình sẽ có hemoglobin là gì các bạn? Bạch cầu đa năng trung tính, eosinophil, basophil. Ở đây thì mình có hai cái nhóm bạch cầu không có nhân, đó là bạch cầu không có hạt, đó là monocyte và lymphocyte. Về các giá trị thì bạch cầu số lượng bình thường của nó là khoảng từ 5.000 cho đến 10.000 trên 1 mm máu. Với các cái thành phần mà nãy mình vừa trình bày thì cái tiêu chuẩn bình thường sẽ từ 45 cho đến 70%. Và đối với bạch cầu thì mình có cái phần trăm và cái giá trị tuyệt đối. Đầu tiên cái phần trăm nó bình thường, nhưng mà cái giá trị tuyệt đối nó bất thường, cho nên lúc nào cái số lượng bạch cầu chúng ta cũng phải phân tích cả hai thành phần, đó là phần trăm và cái giá trị tuyệt đối. Đối với tiêu chuẩn thì cái giá trị tuyệt đối của nó ở trong cái giới hạn bình thường đó là khoảng 7.000. Đối với lymphocyte thì nó chiếm 20-40%, và cái số lượng của nó sẽ dao động từ 1.000 cho đến 4.800. Những cái phần còn lại đó là monocyte, eosinophil và basophil. Rồi tiếp theo đó là đến phần tiểu cầu. Tiểu cầu thì mình quan tâm về cái số lượng tiểu cầu. Số lượng tiểu cầu bình thường nó dao động ở trong khoảng từ 150 cho đến 450.000. Nhắc lại ha, có thứ nhất đó là hồng cầu, thứ hai đó là tiểu cầu. Mình sẽ có nhóm bạch cầu không hạt, đó là monocyte và lymphocyte. Mình sẽ có nhóm bạch cầu có hạt, đó là neutrophil, eosinophil và basophil. Như vậy đối với một công thức máu bình thường, tiếp theo mình sẽ quan tâm tới các cái thành phần về hồng cầu. Hồng cầu đầu tiên phải là số lượng hồng cầu, thì bình thường nó sẽ khoảng 43,8 cho đến 0,8 triệu.
một cái cạnh thoát máu. Về nồng độ hemoglobin thì bình thường nó sẽ dao động từ khoảng từ 1 cho đến 16 gram trên một xí lít. Và thường thì người ta sẽ phân ra hemoglobin bình thường theo tuổi. Ví dụ một người nam trưởng thành thì cái nồng độ hemoglobin của nó bình thường sẽ là từ trên 13 gram. À, đối với một người nữ mang thai thì cái nồng độ hemoglobin của nó sẽ giảm xuống 11 gram trên một xí lít, vẫn là bình thường. Cho nên cái dao động của nó là người ta cho phép từ 11 cho đến 16 gram trên một xí lít. Nếu số lượng hồng cầu nhỏ hơn 3.8 hoặc cái nồng độ hemoglobin nó dưới 11 gram trên một xí lít thì bệnh nhân sẽ có thiếu máu. Chỉ số tiếp theo đó là FCRE, tức là cái thể tích trung bình của hồng cầu. Cái chỉ số này dùng để đánh giá cái thể tích của cái hồng cầu ở trong cái trong thương máu. Chỉ số tiếp theo đó là MCH, tức là cái lượng hemoglobin trung bình ở trong hồng cầu. MCHC tức là cái nồng độ hemoglobin trung bình của hồng cầu. Thì hai cái giá trị này nó chiêu nhau, tức là nó dùng để đánh giá cái màu sắc của cái hồng cầu. Vậy thì MCV bình thường của mình là bao nhiêu? Dao động từ khoảng 80 đến 100 microlit. MCH của mình sẽ là từ 27 cho đến 32 microgram. Và MCHC của mình sẽ dao động từ 32 cho đến 36 gram trên đề xí lịch. Bây giờ đến HCT. Thì để cho các bạn dễ hình dung thì ở đây mình sẽ có cái tiết máu ở ngoài dị tâm. Hãy tưởng tượng ở dưới này, cái phần thể tích A đó là cái phần hồng cầu, và B đó là tổng cái thể tích của cái tiết máu. Như vậy thì HCT được hiểu là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng hồng cầu, giữa thể tích hồng cầu trong cái đơn vị thể tích máu. Và HCT người ta sẽ tính là A chia cho B. Nếu như B mình có 1 lít thì A mình sẽ là 0.88 lít, và có hai cái đại lượng, hai cái giá trị của HCT, một là tên là giờ, tức là lít chia cho lít, và thứ hai là người ta quy ra phần trăm. Thì phần trăm bình thường của nó là sẽ khoảng từ 38 cho tới 50%. Chỉ số tiếp theo đó là RDL. Đây được định nghĩa đó là sự phân bố hồng cầu theo chiều rộng. Giải thích cho đơn giản thì nó là một cái cục to dùng để đo cái độ nhân thể tích hồng cầu. Thì bình thường nó sẽ vào khoảng từ 1 cho tới 16%. Nếu như cái thể tích hồng cầu mà nó rơi vào cái rời đất, nó rơi vào khoảng này thì tức là không có sự chênh lệch giữa thể tích các cái hồng cầu. Nhưng nếu như cái rời đất nó tăng lên, nghĩa là có sự chênh lệch thể tích giữa các cái hồng cầu trong một cái đơn vị thể tích máu, nó có thể gặp trong một số cái bệnh lý trên lâm sàng. Ở đây thì mình có cái hồng cầu bình thường. Ở đây mình sẽ có một cái hồng cầu do thiếu máu thiếu sắt. Thì có thể hình mặt các bạn không thấy rõ được. Ở đây mình sẽ có hồng cầu nó có kích thước nhỏ hơn, và nếu như cái style này nó thiếu đúng màu thì các bạn sẽ thấy màu sắc của nó sẽ nhạt hơn so với cái hồng cầu bình thường. Thì đây là hồng cầu của những người bị thiếu máu thiếu sắt. Ở đây là hồng cầu nhỏ thiếu sắt. Ở đây là một cái bệnh lý đa hồng cầu, các bạn thấy rất là nhiều hồng cầu ở trong máu. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tới các cái bất thường ở trong dòng hồng cầu. Thì đối với hemoglobin và số lượng hồng cầu thì người ta đánh giá chung, và thường thì người ta trên lâm sàng người ta sẽ dựa vào cái nồng độ hemoglobin để người ta đánh giá. Đối với các nguyên nhân gây tăng thì ở đây mình sẽ có đa hồng cầu. Phần hồi nãy các bạn vừa xem, đa hồng cầu thì người ta chia nó làm đa hồng cầu nguyên phát và đa hồng cầu thứ phát. Đa hồng cầu nguyên phát thì nó là một cái bệnh lý đột biến gen gây gia tăng, nó gây gia tăng cái số lượng hemoglobin trong đồng máu. Và đa hồng cầu thứ phát thì thường mình sẽ gặp trong một số cái bệnh lý thứ phát sau khi bệnh lý thiếu oxy, chẳng hạn như bệnh nhân COPD, bệnh nhân suy tim. Đối với những nguyên nhân gây giảm hồng cầu thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên thì mình kể đến thiếu máu. Thì thiếu máu có rất là nhiều nguyên nhân các bạn, từ thiếu máu cấp cho đến thiếu máu mạng.
bản thân thiếu máu thì người ta chia ra là xuất huyết. Xuất huyết tức là máu chảy ra khỏi thành mạch, có thể đơn giản là chảy máu rỉ rả như là nước tai hoặc là các bạn bị run, bạn rong rưng trong huyết, và thiếu máu do xuất huyết do những cái nhóm nguyên nhân lớn chẳng hạn như là tai nạn giao thông, chấn thương, tự tử, thì đó là những cái nguyên nhân gây xuất huyết. Tán huyết tức là sao, tức là cái thành phần của máu vì một lý do nào đó nó bị phân hủy ở trong lòng mạch, và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân gây thiếu máu. Suy tụy thì nó là một cái bệnh lý gây giảm sản xuất ba dòng tế bào máu. Đây là một cái rối loạn về xương làm cho giảm cả về hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Một cái nguyên nhân nữa đó là thiếu nguyên liệu, thì tức là mình tụy sản xuất hồng cầu bình thường nhưng việc cung cấp nguyên liệu để sản xuất thì nó bị thiếu hụt, chẳng hạn như là thiếu acid folic B12, những cái nguyên liệu cần cho cái quá trình tạo máu và để chúng ta cung cấp không đủ, hoặc một số cái bệnh lý gây rối loạn về cái hấp thu thì sẽ gây thiếu nguyên liệu và dẫn đến là thiếu máu. Vậy thì HCT, tiếp theo là đến HCT, thì khi nào HCT tăng thì nhớ lại cái hình hồi nãy. Khi nào HCT tăng, tử tăng hay là hổ tăng? HCT sẽ bằng A chia cho B. Như vậy thì khi nào HCT tăng lên hoặc là A tăng hoặc là B giảm. Vậy thì đối với các nguyên nhân gây tăng thì mình sẽ có thứ nhất là hồng cầu, được chưa? Vậy thì bây giờ mình lấy một tuyến máu và trong đó thì nó có rất là nhiều hồng cầu, như vậy thì cái A nó sẽ tăng lên, tức là cái hồng cầu HCT nó sẽ tăng lên. Nguyên nhân thứ hai đó là mất nước. Vậy thì cùng một cái đơn vị thể tích máu nhưng bây giờ cái huyết tương nó bị thoát ra ngoài do một số cái bệnh lý chẳng hạn như là tiêu chảy nhiễm trùng, bỏng, thì dịch nó thoát ra ngoài lòng mạch, do đó thì cái mẫu giảm và cái HCT nó sẽ tăng lên. Rồi nguyên nhân gây giảm HCT thì thường nó sẽ là thiếu máu. Rồi bây giờ đến cái MCV, tức là cái thể tích hồng cầu, thì đây mình sẽ có nếu MCV tăng thì sao, thì tức là cái thể tích hồng cầu nó tăng lên, thường nó sẽ gặp trong những cái bệnh lý về thiếu máu hồng cầu to như là thiếu acid folic, thiếu B12 hoặc là do một số cái thuốc chẳng hạn như là thuốc ức chế sự phân bào methotrexate, nó sẽ làm cho cái kích thước hồng cầu nó tăng lên và nó không phân bào được. Trong trường hợp nó giảm thì sao, thì nó sẽ là cái thiếu máu hồng cầu nhỏ. Thì những cái bệnh thường gặp nhất đó là thiếu máu thiếu sắt và bệnh lý thalassemia. Thalassemia là một cái bệnh lý di truyền, đầu tiên cái nhiễm sắc thể số 11 và 16 làm rối loạn tổng hợp cái chuỗi hemoglobin. Thì khi mà bệnh nhân mắc bệnh này thì hồng cầu nó sẽ nhỏ, nhiễm sắt. Trong trường hợp bình thường thì sao? Tức là cái hemoglobin nó giảm nhưng mà cái MCV nó bình thường, thì tức là bệnh nhân này thiếu máu đặc sắc. Đặc bào không thì không biết, xin lỗi, đặc bào nhưng mà đặc sắc không thì không biết. Thiếu máu đặc bào thì mình có thể có một số nguyên nhân. Thứ nhất đó là xuất huyết, tức là máu thoát ra khỏi động mạch. Thứ hai, tán huyết, tức là bệnh nhân bị thiếu máu do hemoglobin bị phân hủy ở trong động mạch. Và giống nguyên nhân suy tụy, giảm sản xuất cả ba dòng tế bào máu, loạn sản tụy và thiếu erythropoietin. Thì nhắc lại một chút về sinh lý thì erythropoietin là một cái nội tiết tố do thận tiết ra và kích thích cái quá trình sản sinh hồng cầu. Nếu như thiếu cái erythropoietin thì cái quá trình chuyển hóa cái dòng hồng cầu sẽ không được xảy ra, và cái bệnh nhân thiếu erythropoietin chẳng hạn như bệnh nhân bị suy thận đó thì sẽ bị thiếu máu đặc sắc đặc bào. Tiếp theo thì mình sẽ có MCH và MCHC, thì nó gần như cũng tương tự với cái MCV. Ở đây thì mình có, nếu nó tăng thì là một thiếu máu hồng cầu u sắc, và nguyên nhân thì thường sẽ là thiếu acid folic và B12.
Trong trường hợp cái giảm thì đây là thiếu máu toàn cầu nhiều sắt, do hai nguyên nhân thường gặp nhất cũng là thiếu máu thiếu sắt và thalassemia. Hồi nãy mình có đề cập rồi, tức là các cơ địa đức nếu có nằm trong giới hạn bình thường thì tức là chất nước của các vòng cầu rất đều nhau. Tuy nhiên nếu như nó dao động càng lớn, tức là các cơ địa đức có tăng hơn 16%, thì tức là cái thể tích vòng cầu của các vòng cầu nó có sự chênh lệch với nhau, thì đây cũng là dấu hiệu gợi ý một số cái bệnh lý, đó chính là cái bệnh lý thiếu máu thiếu sắt, và thường thì người ta sẽ dùng các cơ địa đức để phân biệt với các bệnh lý thalassemia. Tức là thiếu máu thiếu sắt thì vòng cầu nhỏ nhiều sắt và nó có sự chênh lệch với các vòng cầu còn lại, cho nên cơ địa đức tăng. Trong khi thalassemia thì cơ địa đức nó bình thường, nhưng chỉ trong trường hợp bệnh nhân thalassemia chưa được truyền máu, được chưa? Thalassemia là bệnh lý gây thiếu máu vòng cầu nhỏ nhiều sắt, được chưa? Nhưng nếu như mình truyền máu vào thì có một cái đơn vị thể tích máu bình thường vào, thì lúc đó cơ địa đức nó sẽ tăng lên, quý cho mình em. Rồi thì nhắc lại là mình sẽ có cái tế bào bạch cầu. Trước khi mình đi qua các rối loạn bạch cầu thì mình sẽ có hai nhóm, tức là nhóm bạch cầu hạt và bạch cầu thông hạt. Nhóm bạch cầu hạt thì mình sẽ có basophil, neutrophil và mesophil. Nhóm bạch cầu thông hạt thì mình có bạch cầu mono và bạch cầu lympho. Đối với nhóm lympho thì mình sẽ có lympho B, lympho T và tế bào NK. Tế bào NK là tế bào gì các bạn biết không? Đó là tế bào diệt tự nhiên. Nhiệm vụ của nó là gì? Diệt tế bào, đuổi tế bào. Nhiệm vụ của nó là diệt các cái tế bào không chết đúng chu trình. Thì mình sẽ có các nguyên nhân gây giảm bạch cầu. Thì cái đầu tiên phải kể đến đó là một số cái bệnh lý gây nhiễm trùng nặng thường là do vi khuẩn. Thì như các bạn biết thì bình thường nếu chúng ta nhiễm khuẩn nhiễm trùng thì cái bạch cầu nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên đến một cái giai đoạn mà độc tố của vi khuẩn tiết ra quá nhiều, tức là giai đoạn có thể mình vô nhiễm trùng huyết á, thì chính độc tố của vi khuẩn nó sẽ ức chế bị xương và làm cho bạch cầu nó sẽ giảm xuống. Cho nên nguyên nhân đầu tiên phải loại trừ đó là các cái bệnh lý nhiễm trùng nặng. Thì cho thường thì bạch cầu sẽ rơi vào khoảng dưới 1.500. Nhóm bệnh lý thứ hai đó là bệnh suy tủy. Thì cái bệnh này nó sẽ gây giảm cả ba dòng tế bào máu, tức là cái dòng sản xuất thiếu đồng thời cả vòng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Nhóm bệnh thứ ba đó là bệnh leukemia, tức là nhóm bệnh về bạch cầu. Thì cái nhóm bệnh lý này nó sẽ gây giảm tiểu cầu. Tuy nhiên thực tế thì mình xét nghiệm ra mình sẽ thấy bạch cầu nó tăng, tùy vào cái giai đoạn. Bạch cầu lúc này nó tăng, nó thực chất nó không phải là bạch cầu bình thường mà chúng ta biết, mà đó là những cái tế bào non ác tính do nó tăng sinh quá mức. Cho nên đôi khi các bạn sẽ thấy leukemia, mình sẽ kiểm ra cái bạch cầu tăng rất là cao, nhưng thực tế là nó giảm bạch cầu. Một số cái bệnh lý đường đường miệng như là lupus xuất hiện các cái sự kháng thể miễn dịch nó phá hủy chính cái phần cái tế bào bạch cầu của chúng ta. Đây mình sẽ có cái hội chứng Fanti, cái bệnh này hội chứng này rất là nghiêm trọng, sẽ bao gồm các cái triệu chứng lâm sàng chẳng hạn như là xuất huyết, gan to và tắc to và dập bạch cầu. Thường thì các tắc thì nó sẽ hết. Một số cái hóa chất điều trị ung thư thì nó cũng gây kích thích tủy và do đó sẽ làm giảm bài đồng tế bào máu, trong đó thì cái số lượng bạch cầu ít nhất thường thì nó sẽ biểu hiện đầu tiên. Bệnh nhân HIV giảm cái bạch cầu. Một số thuốc chẳng hạn như là ARB, thuốc này là thuốc điều trị HIV các bạn. Số thuốc như Tecron, thuốc kháng giáp, thường thì Tecron sẽ dùng trong những cái bệnh lý ung thư, đặc biệt ung thư máu, thì nó cũng gây kích thích tủy và nó giảm bạch cầu. Đối với trường hợp bạch cầu tăng thì một số cái nguyên nhân rất là nhiều, nhưng mà ở đây sẽ liệt kê một số cái nguyên nhân thường gặp. Thứ nhất đó là nhiễm trùng. Một số cái nhiễm trùng đơn giản, tức là nếu như cơ thể chúng ta tiếp xúc với vi khuẩn và ký sinh trùng thì chắc chắn bạch cầu nó sẽ tăng lên. Những cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài hoặc là cấp tính nó cũng sẽ gây tăng bạch cầu. Ở đây mình lại có cái nguyên nhân gây viêm thì anh đã vừa giải thích rồi, tức là về bản chất
bạch cầu sẽ giảm. Nhưng mà về lâu dài và tùy giai đoạn, nếu giai đoạn chuyển cấp thì bạch cầu sẽ tăng lên. Ở đây mình sẽ có một số cái thuốc nó cũng gây tăng bạch cầu. Ở đây mình sẽ có corticoid. Corticoid nó là một cái thuốc để tăng bạch cầu giả tạo nha. À, nó sẽ tăng giả tạo cả hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, phá hủy cái hệ thống lympho và cái gây rối loạn những cái chất quá ứ động làm ức chế cái sự miễn dịch. À, một số cái thuốc chẳng hạn như là adrenaline nha. À, và một số cái độc tố thì nó cũng sẽ gây tăng cái bạch cầu. À, mình tiêm từng phần ha. Bây giờ mình nói chung chung vậy thì mình biết tăng bạch cầu thì mình phải biết là nó tăng cái thành phần nào. Trong đó thì mình sẽ có bạch cầu hạt. Bạch cầu hạt nó tăng thì nguyên nhân thường sẽ là đối với tiêm lưu phiêu thì nguyên nhân thường mình sẽ có nhiễm trùng là cái đầu tiên, thứ hai đó là tình trạng viêm. À, một số cái nguyên nhân rất gặp đó là stress, corticoid và ung thư, đó là những cái nguyên nhân có thể gây tăng nhiễm trùng phiêu. Đối với eosinophil thì cái nguyên nhân đầu tiên các bạn phải chỉ đến đó là nhiễm ký sinh trùng. Nguyên nhân thứ hai đó là tình trạng hen và dị ứng. Đối với những cái bệnh nhân hen hoặc là những cái tình huống mà dị ứng với phân hoa, cái đường cơ địa bằng cảm chứ không phải là bệnh hen ha, thì nó sẽ gây tăng cái eosinophil. Đối với các bạn sinh viên thì thường cái nguyên nhân mình sẽ gặp đó là nhiễm độc, thứ hai đó là dị ứng thuốc, thứ ba đó là cảm cúm, cuối cùng thì nó có cái nguyên nhân đó là CML, tức là bệnh bạch cầu mạng đột quỵ. Cái nguyên nhân này mình ít gặp. Đối với bạch cầu không hạt thì mono nó sẽ tăng trong trường hợp nào, đó là tăng trong những cái tình huống nhiễm trùng, viêm hoặc là ung thư. Đó có bạch cầu lympho thì nếu tăng lympho hạt tính thì sẽ gặp trong những cái bệnh lý COL, tức là bệnh bạch cầu mạng dòng lympho. ALL là bệnh bạch cầu mạng, bạch cầu cấp dòng lympho và những cái bệnh lý về hệ lympho như ung thư đó. Một số cái nguyên nhân cũng sẽ tăng lympho mà nó nhẹ nhàng hơn chút xíu. Đó là những cái tình huống nhiễm siêu vi. Có thể là HIV cũng gây tăng cái bạch cầu lympho. Rồi bây giờ đến tiểu cầu. Tiểu cầu thì nó đơn giản hơn, các bạn chỉ cần quan tâm số lượng có bao nhiêu, tăng hay giảm. Vì tăng trong trường hợp nào? Tăng trong những trường hợp thiếu máu. Tại sao? Thường có một số cái bệnh lý rất là về cái đầu máu, nó sẽ có cái việc hồng cầu nó sẽ nhỏ dần sắc và đôi khi máu nó sẽ đi rơi vào cái tiểu cầu. Thứ hai đó là cái nguyên nhân cắt lắc. Thì thường chúng ta biết lắc nó sẽ bắt giữ hồng cầu và tiểu cầu. Nếu như lắc to hoặc chúng ta cắt lắc thì thường tiểu cầu sẽ tăng lên. Nếu như lắc to thì do nó bắt giữ, và nếu như cắt lắc thì do nó không còn bắt giữ cái tiểu cầu nữa. Và do đó thì cái tiểu cầu do đó cái tiểu cầu của chúng ta nó sẽ tăng lên. Và một số cái bệnh lý về tăng sinh tụy ác tính thì nó cũng gây tăng cái dòng tiểu cầu. Trong trường hợp giảm thì cái bệnh đầu tiên nó sẽ là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ATP. Tình huống lắc to thì nó sẽ tăng bắt giữ tiểu cầu, và một số cái bệnh lý ung thư sẽ gây giảm tiểu cầu. Rồi bây giờ thực tế lâm sàng khi mà cầm một thước máu lên thì mình phải đọc cái gì, thì sẽ có những cái quy tắc để các bạn đọc. Các bạn đọc cách nào được, vì sao các bạn đọc đủ và đúng. Các bạn có thể chọn đơn giản, các bạn thấy dòng nào ít nhất cho bạn đọc trước, tức là đọc tiểu cầu được thì ta đọc bạch cầu, rồi sau đó sẽ đọc hồng cầu, hoặc đi ngược lại cũng được. Nhưng khi các bạn đọc thì bạn phải đảm bảo những thông tin sau đây. Thứ nhất, về dòng hồng cầu, bệnh nhân có thiếu máu hay không, tức là nồng độ hemoglobin của bệnh nhân là bao nhiêu, nằm ở trong cái giới hạn nào, tăng hay giảm.
tức chính là các bạn càng tăng đó. Rồi nếu bệnh nhân có thiếu máu thì hãy trả lời cho biết là thiếu máu loại gì, dựa vào MCB, MCH và MCHC. Tiếp theo mình quan sát tới cái rồi đi tức là cái độ dao động hoàn cầu có hay không, có mình nghĩ được bệnh lý nào và không mình nghĩ được bệnh lý nào. Đối với hình thái hoàn cầu thì mình ít có làm, tức là mình sẽ làm thay vì mình đưa vào máy mình đọc cho ba cái kết quả giống như hồi nãy thì mình sẽ làm thủ công, mình sẽ phết máu rồi mình sẽ làm mình đưa lên kính mình đọc dùng để chẩn đoán một số cái bệnh lý về máu. Cái phết máu ngoại biên đó là một cái xét nghiệm tương đối rẻ tiền mà mình sẽ làm được. Thì chính vì quan sát trực tiếp đó mình sẽ nhìn được cái hình dạng của hồng cầu nó to hay nó nhỏ, như như các hình mình đưa lên cho các bạn xem hồi nãy á, đa hồng cầu hay là thiếu máu thiếu sắt á, mình sẽ thấy được cái chuyện đó, mình sẽ thấy trực tiếp luôn, mình sẽ thấy hồng cầu nó nhỏ, nó to, nó có cái hình dạng gì khác biệt không, thấy hết. Một bạn nào nhắc lại cho các cái giá trị bình thường của hồng cầu à? Bạn nữ đang ngồi chiếc á, mặc áo đỏ. Mời bạn. Bạn cho biết các cái giá trị bình thường ở trong cái dòng hồng cầu. Về cơ bản mình đọc một cái công thức máu và cái phần bạch cầu á,
gì đó, hai các cái thành phần của nó như thế nào, và lưu ý là quan tâm đến cả hai giá trị phần trăm và tỷ lệ đối. Đối với tiểu cầu đơn giản hơn rất là nhiều, số lượng bao nhiêu, tăng hay giảm hay bình thường. Rồi chia làm hai nhóm ha, nhóm bên đây là nhóm 1 và nhóm bên đây là nhóm 2. Ở đây sẽ có hai tình huống, nhóm 1 sẽ trả lời trước. Rồi bây giờ sẽ có một bệnh nhân, anh sẽ có một bệnh nhân, đó là bệnh nhân Nguyễn Văn A, 56 tuổi, bệnh nhân vào viện hai lần. Hiện tại thì bệnh nhân cảm thấy chóng mặt, đau bụng, thường bị không có nôn, bệnh nhân có tiền sử lên dạ dày đánh đàn, không cần phải quan tâm nhiều lắm những cái này đâu, cái này bị nó nhiễu. Bây giờ bệnh nhân xét nghiệm ra con huyết thống như vậy thì nhóm 1 hãy đại diện một bài cho anh biết, đó là con huyết thống của bệnh nhân có cái bất thường nào. Ai đại diện là nhóm trưởng của nhóm 1 đâu? Đây nhóm 1 em biết giơ tay.
cái lớp mới dạy nghệ không? Đây con quản chức nào lỡ giơ tay vậy anh hai? Hả? Ngoài lớp trưởng lớp không tập ra còn ai nữa? Cụ quỷ? Ai? Cụ quỷ nhắn hả? Hả? Đó là được không em? Mày em? Hello. Rồi bạn nói là các cái chỉ số bình thường chỉ có tiểu cầu nó giảm, nghĩa là sốt xuất huyết nó có giảm của em 350 đơn vị, là ca trên cm khối là 350.000 á. Ở đây mình có giá trị bình thường là 150 cho tới 400.000, được chưa? Lưu ý cái đơn vị ở đây nha. Rồi ai có ý kiến khác? Bệnh nhân này có vấn đề gì? Cấp nước máu như vậy có bất thường không? Nhớ lên đây mời mình thử mặc áo thật chút chút á. Bạn còn thấy là cấp nước máu của bệnh nhân này không có nhiều bất thường đúng không? Giơ tay, ai đồng ý giơ tay. Là sao? Ai đồng ý công thức máu không có gì bất thường? Tại gì vậy bạn? Các bạn cần thêm thông tin gì nữa không? Thành phần bạch cầu trả lời luôn, thành phần bạch cầu bình thường. Vậy thì có tự tin với cái chẩn đoán của mình không? Công thức máu bình thường đồng ý không? Tự tin lên. Chính xác thì sao nó không thức máu rất là bình thường, được chưa? Không có vấn đề gì đâu. Mình kiểm tra rồi, không thức máu này rất là bình thường. Và nguyên nhân có thể nghĩ nó là một cái diện siêu vi hóa nên rất là thường gặp, được chưa?